XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào quý vị khán giả của X-Channel. Tiếp nối video top 5 đồng hồ bán chạy tại XWatch trong tháng 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hai đại diện còn lại. Một sản phẩm đến từ đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp và sản phẩm còn lại sẽ đến từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Đầu tiên sẽ là một sản phẩm đến từ một thương hiệu Thụy Sĩ đã quá quen thuộc với các anh em, Tissot. Chiếc Tissot đang được bán chạy ở XWatch trong thời gian vừa qua là một sản phẩm sở hữu bộ lịch vạn niên thuộc bộ sưu tập Tradition. Vì vậy nên điểm đắt giá nhất của chiếc Tissot này chính là phần lịch có thể tự chỉnh ngay cả ở trong những tháng có 30 ngày hay là ở trong những năm nhuận khi mà tháng 2 chỉ có 29 ngày. Bên cạnh đó còn là một thiết kế cổ điển tôn vinh khẩu hiệu nổi tiếng của thương hiệu Tissot, cách tân từ những giá trị truyền thống. Về thiết kế thì có thể nói nét cổ điển được toát lên nhờ màu vàng sáng bóng của lớp mạ PVD cùng một mặt số khá gọn gàng với bố cục đồng đều. Hai phần lịch rẻ quạt được xếp đối xứng qua trục giữa và lần lượt nằm ở cạnh các mốc giờ 2 giờ và 8 giờ. Đây là hai phần lịch thứ và lịch tháng. Ở phần lịch ngày, do có tới 31 ngày sẽ được đưa xuống rẻ quạt lớn nhất ở phía dưới cùng của mặt đồng hồ. Và phía bên trên rẻ quạt này sẽ là ô kim rốn chứa kim dây. Việc kim dây được làm nhỏ và chứa trong ô kim rốn giúp cho phần mặt tĩnh hơn và sẽ không bị rối mắt như là khi có một kim dây dài chạy quay liên tục qua nhiều ô lịch trên mặt đồng hồ. Ngoài ra thì sự gọn gàng còn đến ở việc các mốc giờ chỉ các mũi tên nhỏ, chỉ có mốc 12 giờ được đánh số tạo nên điểm nhấn. Về phần lịch của chiếc Tissot này, như tôi đã nói ở phía trên thì đây là lịch vạn niên, sẽ có cơ chế tự chỉnh lịch trong các tháng có 30 ngày hoặc là tháng 2 có 29 ngày. Thậm chí là khi ta chuyển sang chế độ năm nhuận thì đồng hồ sẽ tự chỉnh lịch cho tháng 2 có 29 ngày. Điều này sẽ rất tiện cho anh em khi không mất thời gian, không mất công để chỉnh lịch thủ công như chiếc đồng hồ khác. Đây là một chức năng phức tạp và không phải ai cũng biết chỉnh. Các bác cần lưu ý, đồng hồ sẽ có hai nấc ở núm vặn. Nấc thứ nhất giúp chúng ta reset lại phần lịch về thứ hai, ngày 1, tháng 1. Nấc thứ ba, ngoài chỉnh giờ sẽ có chức năng kích hoạt chế độ năm nhuận khi kết hợp cùng với hai nút bấm bên cạnh núm vặn. Về cách chỉnh giờ chi tiết thì XWatch sẽ làm một video riêng và cụ thể hơn cho các anh em trong các số lần sau. Nhìn chung thì với tầm giá khoảng 15 triệu thì các anh em có thể có một thiết kế sang trọng, lịch lãm cùng với một cơ chế lịch vạn niên cực kỳ hữu ích và đáng giá. Cũng phải lưu ý thêm là size mặt của chiếc đồng hồ này là 42mm, nên những anh em có cổ tay tầm 16cm trở lên sẽ là ok nhất. Và chiếc cuối cùng trong top 5 mẫu đồng hồ bán chạy của XWatch trong tháng 6 vừa qua đến từ thương hiệu Orient. Đây là một chiếc đồng hồ sở hữu phần lịch cong quyến rũ cùng với tông màu mặt đen nam tính đang được các anh em rất ưa chuộng. Đi từ ngoài vào trong thì phần vỏ của chiếc Orient này được thiết kế khá tốt từ những phần đánh bóng này và trải xước, cùng với đó là các tông màu bạc tạo nên sự trẻ trung cho tổng thể thiết kế. Đến với phần mặt số thì vòng ngoài cùng của chiếc Orient này được làm dốc vào phía trong, rìa được làm gợn sóng trông rất đẹp mắt. Các mốc giờ chính được đánh dấu bởi các dải kim loại thon và vót nhọn ở phần đầu. Tất cả chúng đều có màu bạc đồng bộ với lớp vỏ. Ở phần vân bên dưới, những mốc giờ này khá khó nhận ra khi mà ta nhìn lướt qua, nhưng mà khi nhìn kỹ, nhìn cận lại thì sẽ thấy là chúng hiện ra tạo nên hiệu ứng rất đẹp mắt cho toàn bộ thiết kế mặt. Đi sâu hơn thì sẽ là một phần trung tâm được đánh vân guliche tinh xảo tạo điểm nhấn và độ sâu cho mặt đồng hồ. Phần nổi bật nhất của tổng thể thiết kế này chính là phần lịch cong ở vị trí 12 giờ. Đây là kiểu thiết kế lịch thứ mà ta thường gặp ở những chiếc đồng hồ Rolex day date đắt tiền. Nên là anh em nào có chót yêu những thiết kế đẳng cấp này mà lại không có điều kiện về tài chính chơi Rolex thì có thể lựa chọn chiếc Orient này thay vì là mua hàng nhái chất lượng kém. Một sự lựa chọn rất hợp lý phải không ạ? Một điểm trừ nhỏ của chiếc đồng hồ này là phần máy cơ khá phổ biến của Orient có mã là 46E. Đây là dòng máy cơ lên cót tự động nhưng lại không hỗ trợ lên cót bằng tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Dù sao thì với một chiếc Rolex thiết kế đẹp với tầm giá khoảng 6 triệu lại có dây kim loại thì khá khó để có thể có một cỗ máy lên cót bằng tay. Nhưng mà nhìn chung thì với một thiết kế nam tính, trẻ trung và size mặt là 40mm thì có thể phù hợp với nhiều kích cỡ cổ tay của nam giới Việt Nam. Chiếc Orient này luôn là món hàng hot ở các cửa hàng trong hệ thống của XWatch. Trên đây là phần 2 của top 5 mẫu đồng hồ đang bán chạy trong tháng 6 tại XWatch. Các em thấy sao ạ? Hãy chia sẻ những lựa chọn của mình và những chiếc đồng hồ nào trong số 2 chiếc đồng hồ lần này. Hãy comment ý kiến của mình ở phía dưới để cùng nhau thảo luận với những anh em khác. Và cũng đừng quên like và subscribe channel để cập nhật những video đồng hồ mới nhất.
link sản phẩm cũng như là thông tin chi tiết của hai chiếc đồng hồ này sẽ được đính kèm ở phần comment và phần mô tả video. Các anh em hãy chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.